đọc diễn cảm lời Đức Chúa Trời toàn năng, vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối. Phần 1. Tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ là tà ác. Không những không tiếp nhận lẽ thật mà còn có thể chống đối Đức Chúa Trời, tạo vương quốc độc lập, không đổi trời chung với Đức Chúa Trời. Đây chính là tâm tính tà ác. Các người có nhận thức gì về tâm tính tà ác hay không? Có lẽ đa số mọi người không biết phân định chuyện này, nên chúng ta hãy đưa ra một ví dụ. Có những người lúc bình thường không có chuyện gì thì biểu hiện của họ rất bình thường. Nói chuyện và thảo luận với người khác cũng rất bình thường. Nhìn vào thì thấy đây là một người bình thường, cũng không làm việc xấu. Thế nhưng, khi nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật, có người nghe không lọt tai, có người thì buồn ngủ, có người thì trong lòng thấy chán ghét, khó chịu, không muốn nghe. Có người thì ngủ gục từ lúc nào không hay và chẳng biết gì hết. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao mới thông công lẽ thật thì đã xuất hiện nhiều hiện tượng bất thường như vậy? Trong số này, có người đang ở trong tình trạng bất thường, nhưng cũng có người là phạm tà. Không loại trừ khả năng có người bị tà linh nhập, chuyện này có lúc con người nhìn không thấu và không phân định rõ ràng được. Kẻ địch lại Đấng Christ thì có tà linh trong mình. Người hỏi họ tại sao lại thù hằn lẽ thật, thì họ nói họ đâu có thù hằn, còn cứng đầu không chịu thừa nhận. Nhưng thực ra trong lòng họ cũng biết bản thân không yêu thích lẽ thật. Lúc không đọc lời Đức Chúa Trời thì họ chung sống với mọi người như một con người bình thường, và người không biết được trong họ là thứ gì. Tuy nhiên, chỉ cần có ai đọc lời Đức Chúa Trời là họ không muốn nghe, trong lòng thấy ác cảm. Đây chính là bản tính bị bại lộ. Họ chính là tà linh, là loại này. Lời Đức Chúa Trời có vạch rõ thực chất của họ hoặc đánh vào đúng nỗi đau của họ không? Cả hai đều không. Khi nhóm họp mà có người đọc lời Đức Chúa Trời thì họ không muốn nghe. Đây có phải là phạm tà không? Phạm tà là gì? Chính là vô duyên vô cớ thù hằn lẽ thật, thù hằn những điều tích cực và những người tích cực. Bản thân họ không biết nguyên nhân vì sao, nhưng cứ muốn làm như vậy. Đây chính là phạm tà, cách nói thông thường là tà môn. Có kẻ địch lại Đấng Christ nói rằng, chỉ cần có người đọc lời Đức Chúa Trời là tôi không muốn nghe. Chỉ cần nghe ai đó làm chứng cho Đức Chúa Trời là trong lòng tôi thấy ác cảm. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Thấy ai yêu thích lẽ thật, mưu cầu lẽ thật là tôi không hợp với họ được. Cứ muốn đối đầu với họ, muốn chửi họ, muốn âm thầm hại họ, hành hạ họ đến chết. Bản thân họ cũng không biết vì sao lại như vậy. Đây chính là phạm tà. Trên thực tế, nguyên nhân là gì? Bên trong kẻ địch lại Đấng Christ, căn bản không có linh của con người bình thường và nhân tính của con người bình thường. Xét tận cùng thì chuyện là như vậy. Người bình thường mà nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán rõ ràng thấu suốt đến vậy về các phương diện lẽ thật, thì họ sẽ nghĩ, trong thời đại tà ác, dâm loạn, thị phi bất phân, trắng đen lẫn lộn này, mà còn có thể nghe được nhiều lẽ thật như vậy và nhiều lời hay như vậy thì thật đáng trân quý, thật hiếm có. Đáng trân quý ở điểm nào? Lời Đức Chúa Trời thức tỉnh nguyện vọng lẫn linh cảm của người có tâm có linh. Linh cảm gì vậy? Họ khao khát chính nghĩa, khao khát những điều tích cực,
khao khát sống trước mặt Đức Chúa Trời, khao khát có sự công bằng và công chính ở nhân gian, khao khát Đức Chúa Trời đến nhân gian nắm quyền. Đây chính là tiếng kêu của tất cả những ai yêu thích lẽ thật. Vậy kẻ địch lại Đấng Christ có khao khát những điều này không? Kẻ địch lại Đấng Christ khao khát điều gì? Tôi mà nắm quyền thì tôi sẽ tiêu diệt hết những kẻ tôi nhìn không vừa mắt. Ai làm chứng rằng Đấng Christ là Đức Chúa Trời xuất hiện và công tác? Ai làm chứng rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị nhân loại? Ai làm chứng rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, là phương châm sống tối cao của nhân loại và cơ sở sinh tồn của nhân loại? Thì trong lòng tôi sẽ thấy ác cảm, sẽ hận, sẽ không sẵn lòng muốn nghe. Đây là thứ nằm trong sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ. Chẳng phải kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính này sao? Người nào chỉ cần có thể sùng bái họ, ngưỡng vọng họ, đi theo họ, thì chính là bạn bè thân thiết của họ, là cùng một bè phái với họ. Người nào mà luôn thông công về lẽ thật, luôn làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì họ sẽ thấy ác cảm với người đó, tránh xa người đó, thậm chí đả kích và bài xích người đó, trừng trị người đó. Đây chính là tà ác. Nói đến tà ác thì luôn là nói đến quỷ kế của Satan. Việc làm của Satan là tà ác, việc làm của con rồng lớn sắc đỏ là tà ác, và việc làm của kẻ địch lại Đấng Christ cũng là tà ác. Nói họ tà ác chủ yếu là nói rằng họ thủ hành hết thảy những điều tích cực, chuyên môn đối kháng với lẽ thật và Đức Chúa Trời. Đây chính là tà ác, là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Các ngươi nghĩ xem, mình đã từng tiếp xúc và hiểu rõ được kẻ địch lại Đấng Christ nào có biểu hiện tâm tính tà ác như thế này. Ta từng tiếp xúc một mụ chua ngoa có nhân tính đặc biệt ác độc. Hễ nhà Đức Chúa Trời giảng về chuyện đại hòa sẽ sớm đến, không còn nhiều thời gian nữa, các anh chị em nên chuẩn bị việc lành như thế nào? Nên chuyên tâm mưu cầu lẽ thật ra sao? Làm thế nào để thực hiện tốt bổn phận và thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời? Đừng để sau này phải hối tiếc gì. Chỉ cần giảng đến những điều này thì mụ ta chửi trong lòng. Ngày tận thế à? Đời đang đẹp thế này, các người có ngày tận thế, chứ tôi thì không. Kể cả có đại họa thì tôi vẫn sống, có chết thì các người chết ấy. Các người nói xem, cái loại này có ngang ngược không? Hễ có ai thông công về phương diện này của lẽ thật là mụ ta lại ngang ngược, trong lòng thấy ác cảm. Hiện tại đời tôi đang tốt thế này, nhà tôi có biết bao nhiêu tiền, có nhà, có xe, thu nhập thì cao. Tôi có máu mặt trong vùng, không ai dám xúc phạm tôi. Nhà tôi có điều kiện sống quá tốt. Nếu đại họa ập đến, thì chẳng phải tôi sẽ mất mát sao? Tôi chưa sẵn sàng chết đâu. Quan điểm của mụ đối với công tác của Đức Chúa Trời và đối với việc Ngài muốn hủy diệt thế giới tà ác, nhân loại tà ác này là gì? Dù Đức Chúa Trời làm gì, chỉ cần liên quan đến lợi ích của mụ, chỉ cần có thể gây tổn hại đến lợi ích của mụ, thì mụ sẽ thù hằn, căm ghét, sẽ không tán thành, nói rằng Ngài làm vậy là sai, và lập tức có thể phủ nhận việc làm của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, điểm tà ác nhất của mụ chính là mụ không thích sự công bằng và công chính nắm quyền. Bất kể là ai, dù là Đức Chúa Trời nắm quyền, có sự công bằng và công chính, nhưng lại gây tổn hại đến lợi ích của mụ thì không được. Đức Chúa Trời có lớn đến mấy cũng không hơn được lợi ích của mụ. Đây chẳng phải là quỷ tính sao? Quỷ tính này mà phát tác, thì tính chất chẳng phải giống hệt như lúc bị tà linh nhập vào và không muốn nghe lời Đức Chúa Trời sao?
tà linh này hễ nghe ai đọc lời Đức Chúa Trời thì sẽ nói rằng không muốn nghe. Mụ chua ngoa này chỉ cần nghe anh chị em thông công về việc ngày của Đức Chúa Trời sẽ sớm đến hay tai họa sẽ giáng xuống thì mụ sẽ hận và chửi thầm trong lòng. Nguyên nhân vì sao mụ ta lại chửi? Đức Chúa Trời mà đến hủy diệt thế giới thì tài sản của mụ đều không còn. Hễ liên quan đến lợi ích của mình thì mụ sẽ chửi. Cho nên, lời chửi của mụ và việc tà linh không muốn nghe lời Đức Chúa Trời đều giống nhau về tính chất. Cả hai có một đặc điểm chung, đó là hễ có ai nói đến lẽ thật, vạch trần tận sâu thẳm linh hồn họ, vạch trần bộ mặt xấu xa, sự tà ác và nham hiểm của họ, thì trong lòng họ sẽ hận, sẽ đối chọi và chống đối, rồi sẽ chửi và nguyền rủa. Tà linh chính là vậy. Nhìn bề ngoài, mụ chua ngoa này nói năng và hành động như người bình thường, không có vẻ gì là bị quỷ nhập. Nhưng tính chất việc mụ làm thì không khác gì việc làm của ma quỷ. Các người có cơ hội thì cũng nên hỏi những người giàu có trong hội thánh. Khi ngày của Đức Chúa Trời đến, tai họa giáng xuống và gia sản của anh mất sạch, thì trong lòng anh có khó chịu không? Anh có trông mong ngày của Đức Chúa Trời đến không? Có trông mong Đức Chúa Trời nắm quyền, sự công bằng và công chính nắm quyền không? Anh có trông mong Đức Chúa Trời sớm tiêu diệt nhân loại tà ác này, kể cả khi anh cũng bị tiêu diệt không? Anh có sẵn lòng để chuyện này xảy đến không? Người hãy xem quan điểm của họ là gì. Có người thì sẵn lòng, có người thì không. Trong toàn bộ thế giới này, toàn bộ vũ trụ này, toàn bộ mọi thứ vật chất mà Đức Chúa Trời cai quản, không nói đến những thứ phi vật chất, chỉ nói đến những thứ trong phạm vi vật chất mà thôi, là gia sản, xe cộ, nhà cửa, tiền bạc, vân vân của con người. Toàn bộ mọi thứ này cộng lại có bằng một hạt cát trong tay Đức Chúa Trời không? Tuy nhiên, khi người ta có những thứ này rồi thì sẽ không buông. Đạt được chúng rồi thì cảm thấy mình có vốn liếng để đấu với Đức Chúa Trời, nói rằng: Ngài muốn lấy gia sản của tôi thì tôi hận Ngài, tôi sẽ đối đầu với Ngài, tôi sẽ không thừa nhận Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, chuyện này có dựa vào việc ngươi thừa nhận hay không thừa nhận không? Người có chút gia sản thì có vốn liếng để đấu với Đức Chúa Trời nổi sao? Người quá vô tri rồi. Trên trái đất, kim cương là thứ có giá trị nhất. Người thường mà thấy viên kim cương 1 cara thì sẽ kinh ngạc mà nói: Viên kim cương lớn quá, hẳn phải đáng giá 10.000, 20.000 đô la Mỹ. Họ cảm thấy kim cương thật quá giá trị. Nhưng rồi ta nghe một bản tin nói rằng có một hành tinh không xa trái đất là một khối hoàn toàn bằng kim cương. Ta đột nhiên nhận ra một sự thật rằng con người thật quá thiển cận. Khi thấy một viên kim cương lấp lánh thì ngươi vui thích lắm, cũng cảm thấy nó là thứ tốt. Nhưng khi ngươi nghe thấy có một hành tinh hoàn toàn bằng kim cương thì quan điểm của ngươi thế nào? Quan điểm của ngươi về kim cương đã thay đổi. Chính là khi đã nghe thêm vài thông tin khác, thì tầm nhìn của ngươi đột nhiên được mở rộng. Ngươi không còn chỉ thấy một khoảng không nhỏ xíu ngay trước mặt mình nữa, không còn là ếch ngồi đáy giếng nữa, bởi vì lượng thông tin của ngươi đã nhiều lên, kiến thức cũng thay đổi và phát triển rồi. Con người sống trên thế gian thì không ngừng tiếp xúc với mỗi một sự việc phát sinh bên mình, không ngừng tiếp xúc với những hoàn cảnh khác nhau. Tầm nhìn của con người không ngừng thay đổi, đồng thời quan điểm của họ cũng không ngừng được đổi mới. Đây là chuyện bình thường, cũng là quá trình mà Đức Chúa Trời khiến con người dần dần tiến bộ trong cuộc đời này. Liên tục tiến bộ về kiến thức,
quan điểm, việc nhận biết toàn bộ thế giới cũng như nhận thức về việc làm của Đức Chúa Trời. Vậy giờ đã nghe ta kể xong chuyện này, các ngươi nên tiếp cận chuyện này như thế nào? Có phải là nên nghĩ, ôi chao, con người trên trái đất thật sự vô tri, thiếu kiến thức, quá thiếu hiểu biết rồi. Nói vậy nghĩa là, cách nhìn nhận và kiến thức của ngươi về toàn bộ vũ trụ này, về toàn bộ nhân loại này, về vạn vật và hết thảy mọi sự mà Đức Chúa Trời cai quản, có lẽ cũng giống như nhận thức của ngươi về giá trị của một viên kim cương bé nhỏ so với một hành tinh kim cương. Phải vậy không? Từ chuyện này có thể rút ra kết luận gì? Trên trái đất, bất kể ai đã có thành tựu gì, có danh vọng gì, có thành tích huy hoàng gì, thì cũng đừng khoe khoang, vì nhân loại quá nhỏ bé, chẳng đáng một xu. Đức Chúa Trời chuẩn bị một vài viên kim cương trên trái đất, và con người chiến đấu vì chúng, mà không biết trong tay Đức Chúa Trời còn biết bao nhiêu hành tinh có những thứ còn tốt hơn kim cương. Con người có đáng thương không? Con người đáng thương như thế đấy. Con người thật quá vô tri. Kẻ địch lại đấng Christ không thể kìm được việc đối đầu với Đức Chúa Trời. Bẩm sinh họ đã căm ghét lẽ thật và những điều tích cực, thậm chí còn không bỏ qua cho những người mưu cầu lẽ thật và yêu thích những điều tích cực, lại còn lên án, đàn áp và bài xích những người này. Đối với những người cấu kết với họ, thì họ rất tự nhiên hợp thành một phường, bảo vệ nhau, che đậy nhau và liếm gót nhau. Từ chuyện này có thể thấy rõ rằng, loại người địch lại đấng Christ là tà linh, ô quỷ đầu thai, không có nhân tính bình thường. Bất kể họ hiểu được bao nhiêu khi nghe lẽ thật, giảng câu chữ và đạo lý rõ ràng đến đâu, nhưng đến khi thực hành, thì lựa chọn duy nhất của họ là đi ngược lại lẽ thật, đối đầu với Đức Chúa Trời, bảo vệ lợi ích và địa vị của mình. Đây chính là cái tà ác của họ. Cái tà ác nhất của họ là gì? Chính là họ căm ghét lẽ thật. Họ căm ghét lẽ thật một cách vô duyên vô cớ và không thể lý giải được. Người hỏi họ nguyên nhân là gì thì có lẽ họ không thể nói rõ ràng được. Nhưng mọi việc làm của họ đều mang tâm tính và cách làm của kẻ địch lại đấng Christ. Mỗi việc làm của họ đều là mê hoặc và lung lạc người khác, đều là gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đây chính là kết quả việc làm của họ. Các ngươi hãy đối chiếu, nhìn các lãnh đạo và người làm công các cấp hoặc các anh chị em bình thường ở quanh mình mà các ngươi có quen biết họ và đã tiếp xúc với họ, để xem thử có ai vô duyên vô cớ thù hận các anh chị em mưu cầu lẽ thật và luôn muốn đả kích, bài xích những người này không? Bản thân họ biết làm vậy là không đúng, nhưng họ không thể nào kìm được. Trước mặt thì họ nói những lời rất dễ nghe, sau lưng thì họ biến thành quái vật, lộ quỷ tướng ra, bắt đầu đối chọi với người khác. Đây mà không phải là tà ác thì là gì? Điều đáng ghê tởm nhất ở kẻ địch lại đấng Christ là gì? Họ thường dùng những lời đúng đắn để mê hoặc dân được Đức Chúa Trời chọn, mê hoặc những người quanh mình, thậm chí là che mắt và lừa phỉnh bề trên. Hơn nữa còn muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ mà lừa phỉnh Đức Chúa Trời và đạt được sự tín nhiệm của mọi người. Rồi sau đó ở trong nhà Đức Chúa Trời mà đấu đá bừa bãi, làm sằng làm bậy, hoành hành ngang ngược. Họ biết nói thế nào là đúng và thế nào là không đúng, cũng biết nên làm như thế nào và không nên làm như thế nào. Họ biết nguyên tắc là gì, vô nguyên tắc là gì, đi ngược lại nguyên tắc là gì, và dựa vào nguyên tắc mà hành động là gì.
những điều này trong lòng họ không phải là không biết rõ. Thậm chí có người còn biết rất rõ ràng và minh bạch. Nhưng dù họ hiểu và biết rõ nguyên tắc đến đâu, thì khi hành động, họ lại không thực hành lẽ thật chút nào, hoàn toàn dựa theo ý nguyện của mình mà làm việc xấu. Điều này quyết định rằng bản tính của họ là bản tính của Satan, của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không những chán ghét và căm ghét lẽ thật, mà còn thường xuyên căm ghét và lên án những điều tích cực. Tại sao con rồng lớn sắc đỏ lại thù hận lẽ thật và Đức Chúa Trời? Hoàn toàn là do bản tính Satan của nó quyết định. Có những anh chị em bị bách hại và truy lùng đến mức có nhà mà không thể về, thì đám ma quỷ và Satan này nói rằng những người này chẳng sống bình thường nữa rồi, họ bỏ cả gia đình mình rồi. Thực ra, do bị con rồng lớn sắc đỏ bách hại mà họ không thể về nhà, đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Các người còn từng nghe qua chuyện gì nữa? Con rồng lớn sắc đỏ nói rằng đọc lời Đức Chúa Trời nhiều thì sẽ bị tẩy não. Con rồng lớn sắc đỏ nói: con người bị lời Đức Chúa Trời tẩy não là phần tử thần hóa. Đây chính là đổi trắng thay đen. Rõ ràng chính con rồng lớn sắc đỏ làm bại hoại và tẩy não người ta. Thế mà nó quay ngược lại nói rằng lời Đức Chúa Trời tẩy não người ta. Đám ma quỷ này thật quá tà ác rồi. Con rồng lớn sắc đỏ đem việc tốt người khác làm quy về cho nó và đem việc xấu nó làm đổ cho người khác. Kẻ địch lại Đấng Christ cũng làm như vậy. Thủ pháp của họ cũng giống hệt của con rồng lớn sắc đỏ và Satan. Họ đích thực là tay sai của Satan. Có phải chúng ta đã thông công gần hết về những biểu hiện tà ác, nham hiểm và giả dối của kẻ địch lại Đấng Christ rồi không? Nội dung ta thông công hôm nay có gì khác với hoặc chân thực hơn những gì mà các ngươi có thể nắm rõ theo nghĩa đen không? Mấy năm nay, nhà Đức Chúa Trời đã làm nhiều video, bao gồm một vài bài thánh ca, phim ảnh và nhiều thứ khác. Tất cả đều đã được đăng lên mạng. Ở Trung Quốc đại lục, có một kẻ địch lại Đấng Christ thấy những tác phẩm này trên mạng thì nói: các anh ở nước ngoài làm những tiết mục này, chúng tôi ở trong nước cũng có thể làm được. Thế là họ chiêu binh mãi mã, tìm một nhóm người, rồi bắt đầu lập dàn hợp xướng ở ngay trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ. Kết quả là sau đó những người này bị bắt giữ. Tại sao kẻ địch lại Đấng Christ này phải làm như vậy? Anh ta có mục đích gì hay không? Anh ta có mục đích gì? Là khống chế người khác. Anh ta không chỉ đơn giản là khống chế người khác, mà còn muốn một mình một cõi. Ý là nhà Đức Chúa Trời có thể lập dàn hợp xướng à? Tôi cũng có thể. Tôi muốn thì sẽ làm được. Tôi sẽ có phái riêng của mình. Tôi vẫy tay một cái là nhiều người sẽ đến. Như vậy, anh ta có thể thay thế hội thánh của Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là mục đích mà anh ta muốn đạt được sao? Kết quả là bị con rồng lớn sắc đỏ thủ tiêu. Mơ tưởng của anh ta đã không thành hiện thực. Nhà Đức Chúa Trời làm công tác này trong hoàn cảnh được bảo đảm an toàn. Còn anh ta đang ở quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, thì có điều kiện này hay không? Anh ta không có điều kiện mà còn muốn thể hiện. Kết quả là chẳng những không thể hiện được mà còn gây chuyện. Lại có một nhóm người cách đây mấy năm làm một tiết mục và đăng lên mạng. Họ hát bằng giai điệu cổ, kèm với những điệu nhảy và mặc đồ hoa lá theo kiểu dân tộc thiểu số. Thật quá khuôn sáo, quá lạc hậu rồi. Người nói xem, những kẻ địch lại Đấng Christ này
mà làm việc thì có phải chỉ gây nhiễu loạn không? Những người ngoại đạo và người trong tôn giáo không biết tình hình thực tế, còn cho rằng đây thực sự là do hội thánh làm. Kẻ địch lại đấng Christ toàn làm việc ngu xuẩn, họ không những tà ác mà còn rất ngu xuẩn. Tại sao họ lại ngu xuẩn đến vậy? Có phải là vì họ tà ác đến mức quá tồi tệ nên đã tà quá hóa ngu rồi không? Không phải, bất kể con người có tố chất như thế nào, nếu hiểu được chút lẽ thật, thì cho dù không có con đường khi hành động, không biết làm thế nào là thích hợp hay không thích hợp, thì họ cũng có một ranh giới trong lòng. Họ sẽ không làm loạn, không làm bừa. Có phải như vậy không? Tuy nhiên, những người không hiểu lẽ thật lại còn kiêu ngạo đến mức không còn lý trí thì có thể làm sằng làm bậy. Làm sằng làm bậy nghĩa là gì? Nghĩa là loại người này không có lý trí. Người không có lý trí thì không biết suy xét vấn đề. Suy xét nghĩa là gì? Nghĩa là ở giai đoạn tiền kỳ thì làm gì và chuẩn bị gì? Đến lúc tiến hành thì cần những thứ gì? Tại sao lại làm tiết mục này? Tiết mục này làm xong thì có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu người? Gây dựng được cho bao nhiêu người? Có hậu quả hoặc tai hại gì không? Tất cả đều phải được đánh giá. Chính quá trình đánh giá này gọi là suy xét. Loại người ngu xuẩn này thì có biết suy xét không? Người không biết suy xét vấn đề thì không có lý tính. Vậy họ có hiểu được lẽ thật không? Chắc chắn là không. Nếu như con người thực sự hiểu được một vài lẽ thật, thì lý trí của họ sẽ thêm rõ ràng và kiện toàn. Họ sẽ có thể thấy rõ hơn điều gì là tích cực và điều gì là tiêu cực, điều gì là đúng và điều gì là sai. Những nguyên tắc này kia nọ nên nằm trong phạm vi nào? Như vậy, nghĩa là bất kể họ làm gì, bất kể là chuyện tốt hay xấu, thì trong lòng họ đều có tiêu chuẩn. Chẳng hạn như, nếu ai đó bảo ngươi chạy lõa thể trên phố thì ngươi có làm không? Nếu họ đánh ngươi thì ngươi có làm không? Nếu họ thưởng cho ngươi 1 vạn tệ thì ngươi có làm không? Đây là chuyện đáng xấu hổ, không thể làm được. Nhận thức được, đó là chuyện đáng xấu hổ. Đây chính là một dạng suy xét, một dạng phán định và một dạng thái độ nảy sinh từ lý tính. Nghĩa là có lý tính này thì ngươi mới có thể có sự suy xét đó, có thái độ đó. Cho nên, bất kể bị dụ dỗ bằng tiền bạc hoặc bị tra tấn và hành hạ, bị bức ép thế nào, ngươi vẫn không làm, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng chút nào và ngươi sẽ đứng vững. Kẻ địch lại đấng Christ không hiểu lẽ thật, cho nên họ không hề có khái niệm về bất kỳ việc gì họ làm. Khái niệm nghĩa là gì? Chính là họ không biết làm gì để có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời. Kẻ địch lại đấng Christ này tin rằng mình có lòng yêu thương bao la. Anh ta tập hợp một nhóm người để làm một video hợp xướng. Kết quả là tiêu tốn không ít tiền, lại còn chuốc lấy nguy hiểm. Hoàn cảnh ở Trung Quốc đại lục đâu được như ở nước ngoài. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Anh ta có suy xét chuyện này không? Có lẽ anh ta cũng có suy xét hoàn cảnh một chút, nhưng anh ta không biết nên làm tiết mục gì hay hiệu quả muốn đạt được là gì. Anh ta chẳng hiểu chút gì cả. Tại sao lại không hiểu? Vì anh ta không có lý tính này. Lý tính từ đâu mà có? Chỉ có thông qua hiểu lẽ thật thì lý tính của con người mới dần dần trở nên rõ ràng và kiện toàn. Bản tính của kẻ địch lại đấng Christ là căm ghét lẽ thật, bẩm sinh đã đối địch với những điều tích cực. Trong sâu thẳm nội tâm thì vĩnh viễn không yêu thích lẽ thật,
vậy họ có thể hiểu lẽ thật không? Không thể hiểu lẽ thật, vậy họ có thể có tư duy của nhân tính bình thường không? Vĩnh viễn không thể có. Người không có tư duy của nhân tính bình thường thì có lý tính không? Không có lý tính. Khi kẻ địch lại Đấng Christ nói chuyện và hành động, thì quan điểm và mọi chuyện mà họ làm đều không khác gì chuyện mà ma quỷ và tà linh làm. Tại sao lại nói là không có khác biệt gì? Chẳng hạn như có người đặc biệt mê giảng, mê thể hiện, họ luôn tìm người khác để giảng đạo. Người khác không thích nghe họ giảng và thấy ác cảm đến thế nào, họ cũng không nhận ra. Họ cũng không quan sát, người ta cần cái gì họ cũng không thấy. Họ chỉ thỏa mãn bản thân mà thôi. Đây chẳng phải là tự làm xấu mặt mình sao? Đây là tự làm xấu mặt mình, là không có lý tính. Cái không có lý tính này có gì khác biệt so với việc người ta bị Satan và tà linh nhập vào rồi, tùy tiện nói bậy, làm bậy không? Mặc dù bề ngoài họ không có vẻ gì như bệnh nhân thần kinh lõa thể điên cuồng chạy trên phố, nhưng người có thể thấy họ làm việc không có lý tính. Bảo họ chăm tưới cho một vài anh chị em, đi rao truyền phúc âm, hoặc làm một bổn phận nào đó, thì họ sẽ làm mà không có nguyên tắc gì cả, hoàn toàn theo ý riêng mà làm sằng làm bậy. Có một số người rao truyền phúc âm suốt 20 năm mà chẳng đưa về được người nào, thế mà còn muốn làm lãnh đạo. Có dạng người này không? Có chứ. Họ không có nguyên tắc nào, làm gì cũng thành một mớ rối tinh rối mù, vậy mà lại muốn làm lãnh đạo, muốn lãnh đạo người khác. Dạng người này chắc chắn có không ít. Họ tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm rồi, đọc lời Đức Chúa Trời rất nhiều, nghe giảng đạo cũng không ít, vậy mà chẳng hiểu được lẽ thật nào. Việc họ không hiểu như thế liên quan đến điều gì? Nguyên nhân nào dẫn đến việc họ không hiểu? Có phải là vì tố chất và năng lực lĩnh hội của họ quá kém, còn vì phẩm chất nhân tính của họ không tốt, không yêu thích lẽ thật hay không? Chuyện này có liên quan đến thực chất của họ. Tại sao lại liên quan đến thực chất? Bởi vì thực chất của họ là tà ác, không thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh, và Đức Chúa Trời không công tác trên loại người này. Cho nên, bất kể họ ăn uống lời Đức Chúa Trời thế nào, thì vĩnh viễn cũng không hiểu được lẽ thật. Đây là nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân khách quan đương nhiên là vì Đức Thánh Linh không công tác, thì chắc chắn con người không hiểu được gì hết. Là ai cũng vậy mà thôi. Còn có một nguyên nhân chủ quan là gì? Là loại người này thù hận lẽ thật. Người thù hận lẽ thật thì xem lẽ thật là gì? Là phía đối lập với họ. Phía đối lập, một mặt là vậy. Còn gì nữa không? Họ có thể lĩnh hội được mặt thực tế của lẽ thật không? Vĩnh viễn không. Nếu ở tầng mức này mà họ còn không lĩnh hội được, thì ngươi nói xem họ có thể hiểu lẽ thật hay không? Vĩnh viễn không thể, họ không hiểu được. Nguyên nhân khách quan là vì loại người này không nhận được công tác của Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời không khai sáng cho họ. Nguyên nhân chủ quan là vì họ thù hằn Đức Chúa Trời, thù hằn lẽ thật và những điều tích cực. Trong mắt họ thì điều tích cực chẳng phải là điều tích cực. Vậy trong lòng họ cho rằng điều tích cực là gì? Là cái kiểu mà Satan cổ suý, đều là những thứ tà ác, sáo rỗng và mơ hồ. Vậy loại người tà ác và thù hận lẽ thật này có thể hiểu lẽ thật không? Vĩnh viễn không hiểu được, bởi vì họ không tiếp nhận lẽ thật. Các ngươi nói xem,
thông công về lẽ thật với loại người này thì có ích gì không? Đọc lời Đức Chúa Trời cho họ thì họ có nghe lọt tai không? Họ đều là người ngoại đạo, là ma quỷ, làm sao có thể nghe lời Đức Chúa Trời được? Có một vài người không nhìn thấu chuyện này, nói rằng: tại sao tôi thông công lẽ thật cho họ thì họ không hiểu? Họ có phải là con người không vậy? Người sẽ thấy hoang mang, nói mãi mà họ không thông. Có những người nói chuyện thì ngươi không cách nào nghe nổi. Hành động của họ thì đơn giản là quá hoang đường. Họ là người ngoại đạo, là ma quỷ, bất chấp lý lẽ. Bốn chữ bất chấp lý lẽ từ đâu mà có? Người cho rằng Đức Chúa Trời tồn tại và tể trị hết thảy, đây có phải là điều tích cực không? Còn họ thì cho rằng thế nào? Đức Chúa Trời tể trị hết thảy là thế này sao? Chẳng ra làm sao cả. Có phải là họ bất chấp lý lẽ không? Đây chính là không có cách nào trao đổi với họ. Họ là thứ lạc loài, súc sinh, bất chấp lý lẽ. Súc sinh thì vĩnh viễn không hiểu được điều tích cực là gì, lẽ thật là gì, không có cách nào trao đổi với họ được. Không có cách nào trao đổi ở đây không phải là vấn đề về thời gian, cũng không phải là vấn đề có gắng sức hay không, hoặc là dốc bao nhiêu công sức, mà là họ căn bản không hiểu được. Vậy người còn gì để nói với họ nữa? Bên trong loại người này rốt cuộc là gì? Trong lòng họ không có thành phần trung thực, chính trực và lương thiện, chỉ có sự tà ác, tràn đầy tà ác. Đây chính là nguyên nhân khiến loại người này bất chấp lý lẽ, không có cách nào được cứu rỗi.